Xin chào mọi người, đây là bản tin công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Apple A17 Bionic năm tới sẽ phải đánh đổi một vài thứ. Theo 925 Mac, con chip A17 Bionic dự kiến được trang bị trên dòng iPhone 15 có thể sẽ đánh đổi hiệu năng xử lý để tập trung vào tối ưu thời lượng pin. Điều này từng được tiết lộ bởi chủ tịch TSMC được phỏng vấn về chip 3 nanometer của công ty, bởi họ là nhà sản xuất chip dành cho iPhone của Apple. TSMC đã tiết lộ những con số hiệu quả ấn tượng từ tiến trình 3 nanometer mới này. Theo dữ liệu mà Bloomberg có được, thì chip 3 nanometer sẽ cung cấp hiệu suất tốt hơn chip dựa trên tiến trình 5 nanometer, đồng thời sử dụng năng lượng ít hơn khoảng 35% so với 5 nanometer. Về dòng máy Mac dự kiến được trang bị chip M2 Pro, có thể sẽ được phát triển cùng một tiến trình 3 nanometer giống với A17. Ngoài ra, chip M3 trong tương lai cũng dự kiến sẽ sử dụng tiến trình 3 nanometer này. Mặc dù TSMC nhấn mạnh rằng chip 3 nanometer sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa năng lượng hơn là hiệu suất, nhưng việc chip A17 ưu tiên cái nào hơn, phần lớn sẽ do Apple quyết định. Tin tức tiếp theo, iPhone không còn là smartphone tốt nhất năm. Sau khi thử nghiệm nhiều smartphone trong suốt cả năm, kênh YouTube MKBHD đã chọn ra những chiếc điện thoại tốt nhất trong nhiều hạng mục khác nhau. Mặc dù năm ngoái họ đã trao giải dòng iPhone 13 ở 3 hạng mục là điện thoại nhỏ tốt nhất, điện thoại có camera tốt nhất và pin tốt nhất, nhưng năm nay đã có những sự thay đổi bởi sự chuyển mình lớn của thị trường Android. Không có nhiều điện thoại nhỏ, và với việc Apple khai tử dòng iPhone mini, điều này khiến Zenfone 9 của Acer trở thành sản phẩm chiến thắng trong năm nay. Nói về pin tốt nhất trên smartphone, Acer LG Phone 6 được xướng tên với pin 6000 mAh và khả năng sạc nhanh 65W. Apple đảm bảo vị trí dẫn đầu của mình ở khoản mục hệ thống máy ảnh tốt nhất nhờ có trải nghiệm máy ảnh tốt hơn và khả năng quay video vượt trội so với các đối thủ. Bên cạnh đó thì Galaxy S22 Ultra đã được vinh danh cho điện thoại có màn hình lớn tốt nhất. Đối với điện thoại của năm, MKBHD cho biết Google Pixel 7 có mọi thứ của trải nghiệm phần mềm hàng đầu, trong khi giá thấp hơn nhiều so với các smartphone cao cấp khác. Acer cũng đã làm rất tốt khi Zenfone 9 được vinh danh là điện thoại của năm. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, BKV giảm giá Bphone dịp năm mới. Nhằm chào đón năm mới 2023, BKV mới đây đã chính thức công bố chương trình khuyến mãi cho dòng điện thoại thông minh Bphone kéo dài từ nay đến hết ngày 6 tháng 1. Cụ thể, Bphone A50 được giảm giá còn 3,9 triệu đồng, A60 còn 4,4 triệu đồng. Khi mua Bphone, người dùng được tặng thêm tai nghe EB trị giá 890.000 đồng và lịch test BKV. Hai model còn lại là Bphone A40 và A85 5G. Do đã hết hàng nên không nằm trong chương trình khuyến mãi. Ra mắt vào tháng 12 năm ngoái, Bphone dòng A bao gồm 3 model là A40, A50 và A60, được coi là mũi nhọn chủ lực của BKV. Để giảm giá bán, BKV đã ra công đoạn quan trọng và tốn kém nhất là thiết kế phần cứng và sản xuất cho đối tác Trung Quốc, và chỉ thực hiện một số công đoạn như phát triển phần mềm, lắp ráp và kiểm thử tại Việt Nam. Sau màn rút lui của Vsmart, BKV hiện là thương hiệu smartphone Việt duy nhất còn tồn tại trên thị trường. Mặc cho lĩnh vực smartphone được đánh giá là ngày một khó khăn và bão hòa, nhưng CEO BKV, ông Nguyễn Tử Quảng vẫn cho rằng mục tiêu Bphone lọt vào top 2 thị phần tại Việt Nam trong năm 2023 là hoàn toàn khả thi. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.